chấn động, hé lộ 3 tháng phát tài cực mạnh năm 2024 âm lịch, giúp tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, vận đỏ hơn son, tiền rơi xuống đầu, làm ăn trúng lớn, có cơ hội trúng số cực khủng, đổi đời đại gia, tiền vàng ngập kép. Đầu tiên, xét cung mệnh cuộc đời tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, trời sinh người tuổi Kỷ Mùi mệnh hỏa, thiên thượng hỏa, tức lửa trên trời. Do mang đặc tính của hỏa trong người, nên đa phần người tuổi Kỷ Mùi là người nóng tính. Đối với những người tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, mệnh hỏa, có tính cách cởi mở, ấm áp, họ hướng ngoại, khá nhiệt tình trong hoạt động, cũng như khi được người khác nhờ giúp đỡ, nên họ thường rất tốt bụng. Trong nhiều quyết định của mình, họ cũng cực kỳ dứt khoát và nhanh nhẹn, nên chớp lấy thời cơ một cách nhanh chóng. Người tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, thường là những người rất đáng tin và biết nghe lời. Trong cuộc sống cũng như trong công việc, họ luôn biết cách lập ra kế hoạch từ trước và đề ra kỷ luật nghiêm khắc trong quá trình thực hiện. Ưu điểm của người tuổi này là độc lập, lạc quan, thận trọng, cẩn thận. Song người sinh năm 1979 lại có khuyết điểm là thiếu niềm tin vào bản thân. Chính bởi vậy nên họ rất dễ cảm thấy hoang mang, lo sợ mỗi khi phải đối mặt với khó khăn. Người tuổi này rất coi trọng gia đình, người thân, chính là tài sản quý giá nhất và họ luôn cố gắng làm việc chăm chỉ vì những người mà mình yêu thương. Cuộc đời của nam tuổi Kỷ Mùi gặp quá nhiều trở ngại trên con đường công danh và sự nghiệp, vận tài lộc của họ cũng không được may mắn. Tuy nhiên, nếu kiên trì theo đuổi tới cùng, sẽ đạt được thành tựu tốt đẹp, xứng đáng, hậu vận nhờ thế cũng được yên vui. Đường công danh của nam Kỷ Mùi không ổn định, lên xuống thất thường và phải nhờ đến sự giúp đỡ của người thân trong gia đình. Tiền vận gia đạo có nhiều buồn thương, trung vận và hậu vận mới được ấm êm hạnh phúc. Từ 38 tuổi trở đi sự nghiệp của người tuổi này có khởi sắc và có thể lên cao bền vững nhất, còn vận tiền tài ổn định phải từ 45 tuổi trở đi. Nhìn lại quãng đường mà Kỷ Mùi đã trải qua. Cuộc đời Kỷ Mùi là một chặng đường rực rỡ, nối tiếp những thử thách và thành công. Với tính cách tinh tế, sự thông minh và năng động, họ luôn sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn và tận dụng mọi cơ hội để tiến về phía trước. Cuộc sống của họ là một cuộc hành trình đầy màu sắc, nơi những hoài bão, ước mơ và sự đổi mới luôn đi đôi với nhau. Người tuổi Kỷ Mùi, họ được ban tặng cho sự sáng dạ, sự tinh tế và khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh. Họ luôn tỏa sáng với những ý tưởng mới, sáng tạo và không ngừng theo đuổi những mục tiêu cao cả trong cuộc sống của mình. Không chỉ là một người thông minh, họ còn có trực giác nhạy bén, khả năng phán đoán đúng đắn và tầm nhìn dài hạn. Cuộc đời tuổi Kỷ Mùi cũng khắc họa bởi tinh thần phiêu lưu, khát khao khám phá và sự tò mò về thế giới xung quanh. Họ thích khám phá những nơi mới, trải nghiệm những điều thú vị và không ngần ngại đối mặt với những thử thách, khó khăn. Cuộc sống của họ là một cuộc dã ngoại với những hành trình đầy mạo hiểm, mang đến cho họ những kỷ niệm đáng nhớ và những bài học quý giá. Ngoài ra, cuộc đời tuổi Kỷ Mùi còn là hành trình của sự đổi mới và sáng tạo. Họ luôn có những đam mê với công nghệ, khoa học và những ý tưởng mới lạ. Họ là những người pioneer, luôn tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ và cuộc sống hàng ngày, tạo nên những xu hướng và thay đổi định kiến cũ. Với sự quan tâm và chú trọng vào gia đình, họ luôn xem gia đình là nền tảng vững chắc trong cuộc sống. Họ luôn tận tụy, quan tâm và hỗ trợ người thân, xây dựng mối quan hệ đáng tin cậy. Tuy nhiên, cuộc đời tuổi Kỷ Mùi không tránh khỏi những thử thách và khó khăn. Họ phải đối mặt với những thăng trầm, những khó khăn và thách thức trong cuộc sống. Nhưng với tính cách quyết đoán, dũng cảm và kiên trì, họ không bao giờ từ bỏ. Họ luôn đứng lên sau mỗi lần gục ngã, học hỏi từ kinh nghiệm và tiếp tục đi đến phía trước, đạt được nhưng cũng đạt được đáng kể trong cuộc đời. Nhìn chung cuộc đời tuổi Kỷ Mùi là một chặng đường trải đầy những giấc mơ, ước mơ và hoài bão. Họ không ngừng khát khao, không ngừng đam mê và không ngừng tiến về phía trước. Hành trình cuộc đời của tuổi Kỷ Mùi là một chặng đường đáng nhớ, nơi họ trải qua là những thử thách, những niềm vui, những bài học và những thành công. Để đến cuối cùng, họ có thể tự hào nhìn lại quãng đường mình đã đi qua và đạt được những đỉnh cao trong cuộc sống. Xét về tổng quan năm 2024 âm lịch, tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Xem tử vi 2024 Kỷ Mùi theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Kỷ gặp giáp tương hợp, gặp được thiên thời chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, công việc làm ăn suôn sẻ, tài lộc thêm phần dồi dào. Xét về địa chi, Mùi gặp thiên bình hòa,
vận trình dần có xu hướng ổn định, ít chịu tác động ngoại cảnh. Công việc làm ăn hay thu nhập đều duy trì ổn định, gia đạo hay sức khỏe đều không gặp bất lợi nào quá lớn. Xét về ngũ hành, bản mệnh và lưu niên bình hòa, vận khí tiến vào giai đoạn bình ổn, có sự tích lũy cao, hứa hẹn một năm bình yên, ít sóng gió mà vẫn đảm bảo tốt đời sống vật chất cũng như tinh thần. Tiểu kết, xét về can chi, ngũ hành, tuổi Kỷ Mùi sẽ đón một năm nhiều may mắn, thuận lợi. Mọi thứ dần đi vào giai đoạn tích lũy, ổn định, ít xáo trộn mạnh, công việc làm ăn cứ thế tiến triển và mở rộng thêm, tiền bạc cũng gia tăng mấy phần so với trước. Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2024, nam mạng và nữ mạng theo sao hạn. Đối với nam mạng Kỷ Mùi, sao chiếu mệnh, sao La Hầu. La Hầu là hung tinh, rất kỵ với nam giới. Dân gian có câu nam La Hầu, nữ kế đô để ám chỉ đây là sao hạn nặng với tuổi Kỷ Mùi nam mạng. Năm có La Hầu chiếu hay gặp những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài. Xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch, nên tránh thời điểm này khi muốn tiến hành đại sự. Theo niên hạn, hạn tam kheo. Tam kheo chủ về thương tật ở tay chân, các chứng bệnh về xương khớp hay liên quan đến thị lực. Theo đó, nhắc nhở đương số đi xe cộ nên cẩn thận, để phòng bị té ngã hoặc gặp tai nạn bất ngờ. Tiểu kết, năm có sao xấu chiếu mệnh, cát vận của tuổi Kỷ Mùi nam mạng bị chết giảm phần nào. Công việc làm ăn dù tiến triển đều đặn nhưng khó tránh lúc trục trặc do tranh chấp, kiện cáo pháp luật. Tiền bạc dù có các nguồn ổn định nhưng cũng khó tránh bị tiêu hao do làm ăn thua lỗ, hoặc chi tiêu cho các vấn đề về sức khỏe bản thân, người thân trong gia đình. Sức khỏe cũng giảm sút mạnh, đề phòng đau ốm liên miên, thậm chí lâm trọng bệnh, tốn nhiều tiền của để chữa trị. Ngoài ra, cần đi đứng cẩn thận, đề phòng tai nạn bất ngờ nguy hiểm tính mạng. Đối với nữ mạng Kỷ Mùi, sao chiếu mệnh, sao kế đô. Kế đô là hung tinh, rất kỵ với nữ mạng Kỷ Mùi. Gặp sao này chiếu mệnh, công việc bị trục trặc, tiền bạc hao tổn nhiều, đường số dễ gặp nạn tai, bệnh tật, tang khó hay họa vô đơn chí bất ngờ. Cũng cần đề phòng chuyện thị phi hay trong gia đình có chuyện không may. Cẩn trọng nhất vào tháng 3 và tháng 9 âm lịch, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trở ngại, lao đao lận đận. Niên hạn, hạn thiên tinh. Gặp hạn thiên tinh phải đề phòng ngộ độc thực phẩm, nhẹ cũng gây một phen lao đao cho sức khỏe, nghiêm trọng còn nguy hiểm tính mạng. Đi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay vạ gió nên chú ý lời ăn tiếng nói. Tiểu kết, năm gặp hung tinh chiếu, khó tránh những bất lợi, trục trặc trong công việc làm ăn. Tiền bạc cũng hao tổn nhiều, thậm chí mất mát, gia đình có chuyện không may, cuộc sống một phen lao đao, rất cần các yếu tố cứu giải khác để giảm bớt hung hiểm. Ngoài ra, trong năm sức khỏe giảm sút, dễ bị đau ốm khiến chạy chữa thuốc thang tốn kém, ảnh hưởng tới cả công việc và cuộc sống gia đình. Ăn uống giữ mồm miệng, đề phòng nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm, nguy hiểm tính mạng. Tử vi 2024 tuổi Kỷ Mùi, theo vận niên. Theo tử vi tuổi Mùi 2024, bước vào năm Giáp Thìn, tuổi Kỷ Mùi gặp vận niên, Long Đắc Vũ, tức rồng được cơ hội làm mưa cho thiên hạ. Hình ảnh này mang hàm ý, một năm hay lo việc bao đồng, chỉ đi lo việc cho kẻ khác, chạy đôn chạy đáo khắp nơi cũng vất vả lắm, trong khi đó việc của bản thân thì khó bề như ý. Về phương diện sự nghiệp, tiếp đà từ năm trước đó, con giáp này vẫn đang duy trì được phong độ ổn định, nỗ lực bỏ ra nhìn chung đều có thu hồi tốt, có cả cơ hội và thách thức song hành, chỉ cần bạn làm tốt thì chắc chắn sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Đặc biệt, được sao dịch mã động tinh chiếu mệnh, đây là dấu hiệu cho thấy trong năm có sự dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc, đó sẽ là cơ hội để rèn giũa bản thân khá tốt, bạn không nên bỏ lỡ nếu được giao nhiệm vụ. Năm nay đề cao sự xông xáo, tức bản mệnh càng chủ động, dám nghĩ dám làm thì càng dễ tiến xa, con giáp này được thúc đẩy tinh thần nên có thể sẽ đưa ra khá nhiều quyết định táo bạo, ảnh hưởng tích cực đến con đường phát triển sự nghiệp. Cũng sẽ có những lúc bạn cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, chẳng lúc nào được ngồi yên một chỗ, mà thường phải chạy đôn chạy đáo lo việc. Nhưng hãy yên tâm, cái gì cũng có giá của nó, cứ nhiệt tình phấn đấu, ắt sẽ có ngày thu về thành quả lớn. Nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của bạn, chấp nhận những thử thách cho dù kết quả nhận được có là gì, bạn sẽ thấy mình không chỉ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá, mà còn có thể đứng vào hàng ngũ những người có tầm ảnh hưởng tại cơ quan. Thêm nữa, các mối quan hệ nơi làm việc của bạn cũng khá tốt đẹp,
Trong năm 2024 này, bên cạnh bạn luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ bạn khi được yêu cầu. Khi cần đừng ngần ngại sử dụng sức mạnh tập thể, đó sẽ là cách để bạn đi xa và nhanh hơn. Về phương diện tài lộc, xem tử vi 2024 thấy rõ, công việc trong năm suôn sẻ, tất nhiên cũng sẽ kéo theo tài lộc tăng tiến. Người tuổi Kỷ Mùi chắc chắn sẽ nhận được những trái ngọt về tài chính trong năm 2024 này. Với việc được hai tài tinh là thiên tài và thực thần chiếu mệnh, bản mệnh có nhiều lộc lá thu về, kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt, các hoạt động cầu tài diễn ra trong năm khá thích hợp, khởi sự tốt đẹp, đúng như mong muốn của Mùi. Đặc biệt, người kinh doanh buôn bán được dự báo là sẽ có nhiều vượng khí hơn hẳn. Trong khi đó, người làm công việc cố định hoàn toàn hài lòng với mức thu nhập hiện tại từ công việc chính của mình. Trong năm này cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc còn ập tới cùng lúc, khiến tuổi Kỷ Mùi choáng ngợp và lúng túng vì không biết nên bắt đầu từ đâu. Cơ hội nhiều và có sẵn, vậy nên vấn đề của bạn là tìm hiểu xem đâu là thứ phù hợp nhất với mình, chớ nên ôm đồm nhiều việc cùng lúc, tham quá hóa thâm. Việc hợp với người khác chưa chắc bạn cũng đã thành công nếu làm theo, chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút, bạn hoàn toàn có thể tìm ra hướng đi phù hợp để bắt đầu. Có rất nhiều điều kiện thuận lợi để Kỷ Mùi thu tiền về túi, song dù có nóng lòng muốn gia tăng tài sản đến đâu, bạn vẫn nên tính toán đến tính hợp lý và an toàn. Về phương diện tình cảm gia đạo, năm 2024 được dự đoán là một năm khá thuận lợi. Về mặt nhân duyên của Kỷ Mùi, các mối quan hệ xã giao hài hòa, gia đạo yên ấm, không có mâu thuẫn nào quá lớn. Đôi khi có xung đột giữa các thành viên, nhưng không kéo dài và mức độ cũng không quá nghiêm trọng. Bản mệnh cũng nên chú ý lời ăn tiếng nói, tránh rước thị phi, phá hỏng các mối quan hệ. Ngoài ra, vợ chồng nên cùng san sẻ gánh nặng cuộc sống, sẽ ngày càng gắn kết, ít chuyện phiền muộn. Trong năm có thể dành thời gian cho mình và gia đình nhiều hơn bằng những chuyến du lịch hay đi chơi xa quý Kỷ Mùi nhé. Về phương diện sức khỏe, tuy nhiên, sức khỏe của nam mệnh tuổi Kỷ Mùi có dấu hiệu suy giảm. Bạn chớ làm việc quá sức hoặc suy nghĩ bi quan tiêu cực, thậm chí là than thân trách phận, tâm lý nặng nề. Để tránh rơi vào những tình huống xấu, bạn cần nhanh chóng chia sẻ những cảm xúc của mình với người đáng tin cậy, không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng rồi lại suy nghĩ không thông. Chắc hẳn mọi người luôn sẵn sàng đưa cho bạn một gợi ý, giang tay giúp bạn vượt qua tình cảnh khó khăn. Con giáp này cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc, hãy tìm cách cân bằng cuộc sống và sự nghiệp của mình, tích cực tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao như yoga, đi bộ, thiền sẽ giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh, tinh thần nhẹ nhõm hơn. Ngoài ra, trong năm 2024 này, cần đặc biệt lưu ý vấn đề an toàn khi đi lại tham gia giao thông. Ngoài ra, con giáp này cũng nên cẩn trọng khi lao động để phòng sự cố dẫn tới thương tật nhé. Quý vị thân mến, như trên đã tiết lộ, tiếp theo sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi về 3 tháng may mắn nhất trong năm 2024 âm lịch tới đây, để quý vị có thể có sự chuẩn bị tốt cho tương lai. Tháng phát tài đầu tiên là tháng 5 âm lịch. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, tuổi Kỷ Mùi trong tháng 5 âm lịch này được nhị hợp trợ mệnh, vận trình tài lộc có nhiều điểm sáng, thậm chí còn có những nút đột phá bất ngờ, kiếm được những khoản tiền khá lớn. Bản mệnh sẽ có được những cơ hội tốt để khẳng định được năng lực của mình. Những quyết định của bạn có thể được đưa ra sau một thời gian ngắn suy nghĩ, nhưng chắc chắn lại có sự tỉnh táo và sáng suốt đến không ngờ. Bên cạnh đó, dù là người làm công ăn lương hay làm ăn kinh doanh, tháng này bạn có quý nhân phù trợ, những lúc khó khăn đều nhận được sự giúp đỡ kịp thời. Những cuộc bắt tay hợp tác đem về nhiều kết quả tốt đẹp, không lo đơn thương độc mã. Các hạng mục đầu tư đều diễn ra đúng với kế hoạch, thậm chí một số việc còn tồn đọng trước đó cũng được giải quyết một cách nhanh gọn. Tinh thần hăng say giúp con giáp này hoạt động đạt được hiệu quả rất cao, đôi khi còn khiến người xung quanh phải ngỡ ngàng. Dù vẫn có không ít những thách thức, nhưng bản mệnh vẫn có thể vượt qua nhờ khả năng ứng biến linh hoạt, lại thêm lối tư duy nhạy bén, cộng thêm phong cách làm việc chuyên nghiệp. Đi đâu, làm gì, bạn cũng được coi trọng, để bạn đảm nhận những trọng trách tốt. Các mối quan hệ xã giao cũng phát triển hài hòa, góp phần giúp việc hợp tác làm ăn thêm thuận lợi. Bạn cũng mạnh dạn hơn trong việc mở rộng các mối quan hệ, tìm kiếm nhiều đối tác và khách hàng tiềm năng. Với những ai đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh, đầu tư nào đó, đây là thời điểm lý tưởng để triển khai,
vạn sự khởi đầu nan, dẫu trong quá trình có vấp phải không ít khó khăn cũng là chuyện thường tình, bởi không có việc gì lại dễ dàng ngay từ đầu, tuổi Kỷ Mùi cần hết sức kiên nhẫn. Về mặt tài lộc, chính tài tăng nhẹ, người làm công ăn lương vẫn có thu nhập cố định nên không lo thiếu thốn. Với những năng lực mà bạn đang thể hiện, bạn hoàn toàn có cơ sở để mạnh dạn đưa ra đề xuất tăng lương cho xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra. Tất nhiên có làm ắt sẽ được ghi nhận, không làm thì ngược lại. Thứ tài cũng có dấu hiệu khởi sắc, lợi cho con đường kinh doanh, buôn bán, đầu tư, thu nhập tăng lên đáng kể. Khi bản mệnh luôn có thể đưa ra quyết định nhanh gọn và dứt khoát, dám chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn. Người nào đang có ý định khởi nghiệp kinh doanh thì có thể bắt đầu vào tháng này vì khá phù hợp. Có điều may mắn cũng đến, có thể đi bất cứ lúc nào, quyết định thành hay bại vẫn ở chính khả năng và sự nỗ lực của bạn. Đừng ngủ quên trên đỉnh vinh quang quá sớm, kẻo cơ hội sẽ trôi qua mất, rất đáng tiếc. Ngoài ra, con giáp này cũng nhận được khoản tiền bất ngờ, có thể là được ai đó trả nợ, hoặc được hưởng hoa hồng, lợi tức, các khoản tích lũy tăng lên nhanh chóng. Tháng phát tài thứ hai là tháng 10 âm lịch. Nối tiếp tháng phát tài thứ hai là tháng 10 âm lịch. Đây sẽ là tháng mà con giáp này có thể yên tâm, kê cao gối mà ngủ, chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu. Tình hình tài chính của quý vị đang trên đà tăng trưởng rõ rệt, bản mệnh kiếm được số tiền lớn hơn hẳn so với mục tiêu ban đầu bạn đề ra. Thành quả đạt được khá lớn có thể khiến con giáp này cảm thấy choáng ngợp. Nhưng đó chính là kết quả bạn xứng đáng được nhận sau bao nhiêu cố gắng, vất vả và nỗ lực để đối phó với những thách thức đã qua. Đặc biệt, tháng này là tháng phát tài với người làm trong lĩnh vực tài chính, bất động sản hay marketing, bản mệnh có thể sẽ có được một khoản thu lớn ngoài dự kiến. Người làm công ăn lương, nhờ có quan đới nâng đỡ, bạn thậm chí còn có cơ hội được cân nhắc lên vị trí cao hơn, xứng đáng với khả năng của mình. Tất nhiên, để gặt hái được thành công lớn lao như vậy thì phần lớn vẫn là nhờ vào sự cố gắng của chính con giáp này. Bạn ý thức được nhiệm vụ của mình và có một mục tiêu rõ ràng để phấn đấu. Vì vậy mà bạn không sợ khó khăn, vất vả, thậm chí nhận cả phần công việc mà người khác có ý muốn trốn tránh. Tinh thần làm việc nhiệt tình, trách nhiệm của bản mệnh chắc chắn sẽ được đánh giá rất cao. Khi được giao cho nhiệm vụ mang tính thách thức, bạn hãy nhanh chóng nắm bắt, bởi đây chính là nấc thang để bạn bước những bước lớn hơn trong tương lai. Về mặt tài lộc, trong tháng người làm công ăn lương nhận về cho mình một khoản tiền lớn, thành tích tốt trong sự nghiệp là yếu tố giúp bạn có một túi tiền rủng rỉnh. Chắc chắn cấp trên sẽ chẳng keo kiệt với một nhân viên ưu tú luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như bạn đâu. Người làm ăn, kinh doanh, nếu có ý định bắt đầu một lĩnh vực mới trong tháng này, có lẽ bạn cũng phải hơi vất vả một chút. Tuy nhiên quý nhân xuất hiện đúng thời điểm sẽ giúp bạn vạch ra một hướng đi phù hợp với bản thân, giúp tiền chạy về túi thuận lợi hơn. Có điều, dù công việc có thuận lợi tới mấy, bạn cũng chớ nên coi thường những rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tốt nhất hãy luôn kiểm tra mọi việc và làm thật kỹ càng, tránh sai sót không đáng có, phải dùng tiền của mình để mà sửa chữa sai lầm. Tháng phát tài cuối cùng đó là tháng 12 âm lịch. Xem lá số tử vi cho thấy, đây cũng là một trong những tháng phát tài năm 2024 của tuổi Kỷ Mùi. Con giáp này đã có rất nhiều cố gắng và nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua. Tiếc rằng không phải lúc nào thần may mắn cũng đứng về phía bạn. Trên phương diện sự nghiệp, đến thời điểm này có thể nói những nỗ lực của bản mệnh đều được đền đáp xứng đáng. Làm bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Chẳng những vậy bạn còn có cơ hội chinh phục được đến những bậc thang quan trọng. Tất cả là nhờ uy tín mà những chú dê đã cất công gây dựng được từ trước, nên giờ đây được mọi người tin tưởng trong các dự án hay khi cấp trên giao nhiệm vụ. Tháng mới cho bản mệnh nhiều động lực để khám phá các khía cạnh mới mẻ của bản thân, qua đó khẳng định vị trí của mình. Thêm sự xuất hiện của Tỷ Kiên, đây là một tháng mà sự dứt khoát và mạnh dạn sẽ mang tới nhiều may mắn cho bạn. Nếu đang muốn thực hiện một việc gì đó quan trọng thì có thể chọn thời điểm này để tiến hành. Những khó khăn ban đầu có thể khiến lung lay ý chí của bạn, nhưng cuối cùng vẫn thực hiện được bằng sự quyết tâm. Tuy nhiên, khi bạn được hưởng thụ thành quả cũng là lúc dễ bị kẻ tiểu nhân ganh ghét, dòm ngó. Thuận lợi hiện tại cũng đồng nghĩa với việc cạnh tranh cũng sẽ tăng lên, nhất là khi trong tháng còn có sự xuất hiện của hung tinh ngũ quỷ, là điềm báo có tiểu nhân rình rập. Điều này đòi hỏi bạn phải đủ tỉnh táo và sáng suốt để không rơi vào cái bẫy của kẻ thù. Về mặt tài lộc, bước sang tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn 2024, bản mệnh sẽ đón thêm nhiều cơ hội để một lần nữa khẳng định vị thế của mình.
tài chính vững vàng và ổn định hơn nhờ có các nguồn thu mới. Những chú dê hãy tự tin với công việc của mình. Bạn hoàn toàn có thể có khả năng để làm được những điều lớn lao. Mục tiêu bạn để ra cũng không quá sức, hoàn toàn có thể đạt được. Quý vị sẽ thấy những vất vả khổ cực mà mình chịu đựng trước đó, giờ hoàn toàn xứng đáng với số tiền thu về. Những khoản chi cuối năm chẳng thể khiến con giáp này lo lắng, bởi bạn có thể chi tiêu thoải mái theo ý mình, với thu nhập hiện có. Người làm công ăn lương, trong tháng có rất nhiều cơ hội kiếm tiền, làm giàu, cần chủ động nắm bắt công việc mà bạn đang làm các sự chuyển biến tích cực, theo đó mức lương tăng lên, mức thưởng cũng lạc quan hơn. Bản thân nỗ lực, cộng thêm sự tương trợ của quý nhân, tuổi Kỷ Mùi gặt hái được không ít thành quả trong tháng này, tình hình tài chính ngày càng khởi sắc. Người làm ăn, kinh doanh, thời điểm này nên tập trung phát triển sự nghiệp chính, hơn là ôm đồm quá nhiều hạng mục kinh doanh ngoài sức mình, theo cuối cùng lúc nào cũng lỡ dở, thậm chí còn thua lỗ. Dù còn đang vội muốn gia tăng tài sản tới đâu, nhưng nếu chưa phải thời cơ thích hợp, cũng đừng vội đưa ra những quyết định vội vàng, thiếu suy nghĩ, bản mệnh nên học cách đánh giá tình hình cẩn thận và khôn ngoan hơn. Cách hóa giải sao hạn năm 2024 cho tuổi Kỷ Mùi, cả nam mạng và nữ mạng. Đối với nam mạng Kỷ Mùi, hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển. Cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buôn chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi trác công danh, tiền tỉnh. Đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Hóa giải hạn tam kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ. Đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm. Mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Đối với nữ mạng Kỷ Mùi, cách hóa giải sao kế đô theo phong thủy. Đồ phong thủy, sao kế đô là sao thuộc hành thổ. Muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế. Do đó nên mặc những đồ màu trắng, bạc, xám, ghi. Có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế. Tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh. Dần dà tai ương sẽ tan biến. Việc dâng sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. Hóa giải hạn thiên tinh năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm, nên dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn, trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn, không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật, mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Quý vị thân mến, tiếp theo đây, Minh Đường Tử Vi sẽ đưa thêm cách kích hoạt tài vận giúp người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979
gặp được nhiều may mắn, tài lộc và bình an hơn trong cuộc sống của mình. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Người tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, hợp với những màu sắc nào? Đi thẳng vào vấn đề, người tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, hợp với hai màu chính đó là màu mạng mộc và màu mạng hỏa. Hợp với màu hành mộc là các màu xanh lá cây. Hợp với màu hành hỏa là màu đỏ, cam, hồng, tím. Không hợp với màu hành thủy và màu hành kim, gồm có màu đen, xanh nước biển, vàng, bạc, trắng, xám, ghi. Về đá phong thủy cho người tuổi Kỷ Mùi. Người tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, có ngũ hành năm sinh là thiên thượng hỏa, hợp với các loại đá quý có màu xanh lá cây, đỏ, cam, tím như đá mắt hổ nâu đỏ, thạch anh hồng, thạch anh tím, gan nét, ngọc hồng lựu. Về đá mắt hổ, đây là loại đá có tác dụng giữ vững tinh thần, tích tụ tài khí, tăng cường ý chí và lòng dũng cảm, niềm tin, giúp những người nhút nhát trở nên mạnh mẽ. Đeo vòng tay đá mắt hổ có tác dụng tăng cường sức sống, phù hợp với những người thân thể yếu đuối, bệnh tật lâu ngày không khỏi. Hơn nữa còn giúp tăng cường trí lực, hiểu thấu đáo mọi vấn đề, kiên trì và giữ vững nguyên tắc. Đá thạch anh tím. Thạch anh tím tạo sự sảng khoái, tư duy sáng tạo, đặc biệt tốt cho người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Về linh vật hộ mệnh và Phật bản mệnh cho người tuổi Kỷ Mùi. Người tuổi Kỷ Mùi nên thờ phụng các vị Phật đó là Phật Tổ Như Lai, Phật Di Lặc, Đại Nhật Như Lai để mong được các ngài gia hộ và cầu cho một cuộc sống bình an. Ngoài ra, bản mệnh có thể đeo bên người các vật phẩm như tỷ hưu, 12 con giáp vòng tay phong thủy, thiềm thừ, Chúa Giêsu. Về hướng tốt, hướng xấu cho nam tuổi Kỷ Mùi. Hướng tốt theo bát trạch gồm có hướng chính đông, tức chấn, được phục vị, phổ bật thủy tinh. Hướng chính nam, tức ly, được sanh khí, tham lang mộc tinh. Chọn hướng nhà, bàn thờ, giường ngủ, hướng cửa phòng bếp, nên chọn hướng đông hay hướng đông nam. Sử dụng linh vật theo la bàn phong thủy để có được may mắn và rước tài lộc. Về mặt trí tuệ, nên đặt tâm kinh, treo một bức tranh văn xương đế quân hoặc treo một cây bút lông ở cung tốn. Về mặt công danh, nên đặt một quả cầu thủy tinh hoặc treo một bức tranh cát tường như ý theo hướng sao tốt. Về mặt tài lộc, đặt một bể cá cảnh hoặc nuôi từ 3 đến 4 con cá vàng. Về hướng tốt, hướng xấu cho nữ tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Hướng tốt theo bát trạch gồm có hướng chính đông, tức chấn, được phục vị, phổ bật thủy tinh. Hướng chính nam, tức ly, được sinh khí, tham lang mộc tinh. Chọn hướng nhà, bàn thờ, giường ngủ, hướng cửa phòng bếp, nên chọn hướng đông hoặc hướng đông nam. Nhà vệ sinh, bếp nấu, nên chọn Khôn, Dậu, Tân. Sử dụng linh vật theo la bàn phong thủy để được may mắn và rước tài lộc. Về mặt trí tuệ, nên đặt tâm kinh, treo một bức tranh văn xương đế quân hoặc treo một cây bút lông ở cung tốn. Về mặt công danh, nên đặt một quả cầu thủy tinh hoặc treo một bức tranh cát tường như ý theo hướng sao tốt. Quý vị thân mến, vừa rồi là chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về vận trình tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong 3 tháng phát tài năm 2024 âm lịch. Hy vọng rằng với chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay, quý vị có thể nắm rõ được vận may của mình, từ đó mà đón lành tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý mệnh chủ vui lòng để lại thông tin ngày tháng năm sinh xuống phía dưới phần bình luận để ban biên tập chương trình luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất. Chương trình đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin trân trọng cảm ơn.